Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một sản phẩm. Sản phẩm đây là ví nam da cá sấu, ví nằm nha mọi người. Ví này được mai tai nha mọi người. Thì nó đặc biệt là ví này mai tai, da mềm. Nhìn đây là da cá sấu thật 100% nha mọi người. Da mềm nên là rất dễ sử dụng. Đặc biệt là khâu bằng tay này thì cũng khá là hay. Da cá sấu thì nó sẽ có những vết thẹo nho nhỏ nha mọi người, chứ nó không thể nào mà không có thẹo 100% được. Nếu mà da cá sấu mà không có thẹo thì rất là khó nha mọi người, có nhưng mà giá rất là cao. Ở trong này thì mỗi bên nó sẽ có, bên tay trái thì nó sẽ có 3 ngăn, tay phải thì nó sẽ có 1 ngăn kiến và thêm 1 ngăn phụ nữa. Thì cái kiểu này là người ta làm theo kiểu handmade nha mọi người, nên nó rất là bình thường, nhìn thì nó rất là bình thường thôi, nhưng mà nó cũng khá là hay. Nên đây là đúng là kiểu thủ công luôn mọi người, nên nó nhìn thì nó đơn giản thôi, nhưng mà làm thì cũng khá phức tạp. Ở trong thì nó cũng có 3 ngăn nha mọi người, và được lót bằng da hết, da bò. Bởi trong là còn làm bằng da bò nha mọi người, chứ không phải là da cá sấu nha mọi người. Ở trong là da bò màu đen. Thì nó có 3 ngăn, thì 2 ngăn bình thường thì đựng rất là nhiều tiền và giấy tờ tương đương với tiền. Còn ngăn giấy kéo thì mình có thể đựng những món đồ dễ rơi rớt á, thì mình bỏ vào và mình kéo lại một cách an toàn. Và mọi người có mua hàng thì có thể liên hệ qua số điện thoại